Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng dành 13 tỷ đồng khen thưởng các công trình phúc lợi có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trên 200 đơn vị đăng ký tham gia triển lãm Hoa cây cảnh quốc tế tại Festival Hoa Đà Lạt. Một theo dòng thời sự để người nghèo thoát nghèo bền vững, xóa bỏ ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2017, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Cuộc diễu hành vào dịp lễ tạ ơn tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân Mỹ và khách du lịch. Hiệu quả thiết thực từ những câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc có phần hạn chế tình trạng bạo lực, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 13 tỷ đồng đó là nguồn kinh phí vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phân bổ cho các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện công tác khen thưởng các công trình phúc lợi có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các huyện Lạc Dương, Đà Oai, Đà Tẻ, Cát Tiên, mỗi huyện được phân bổ 500 triệu đồng. Các huyện Đức Trọng, Lạc Dương được phân bổ 1,5 tỷ đồng. Huyện Di Linh, Bảo Lâm được phân bổ 2 tỷ đồng, v.v. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương sẽ tiến hành thực hiện công tác khen thưởng những công trình xây dựng tiêu biểu, đem lại hiệu quả cao và có nhiều đóng góp thiết thực vào thực tiễn đời sống của người dân. Thông qua chương trình nhằm khuyến khích người dân các địa phương quan tâm đẩy mạnh xây dựng các công trình phúc lợi, có phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện nay, huyện Đà Oai đã tiến hành chuyển đổi hơn 80 hectare điều trong tổng số 9.000 hectare điều hiện có sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Diện tích còn lại thực hiện thâm canh, chuyển đổi giống để tăng năng suất. Theo ngành nông nghiệp Đà Oai, hầu hết các diện tích điều chuyển đổi đều nằm ở vị trí không thuận lợi, giá trị năng suất, thu nhập thấp, cây già cỗi, đồng thời bị sâu bệnh phá hoại, không thể hồi phục. Năm 2017, dịch bệnh cây trồng đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất nông nghiệp Đà Oai trên 400 tỷ đồng. Trong đó thất thu từ điều 250 tỷ đồng, hơn 150 tỷ đồng từ sầu riêng. Để nâng cao thu nhập cho người dân, các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con khôi phục sản xuất, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ giống vốn việc làm cho lao động nông thôn. Trong đó có 400 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay còn 2,7%. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý khác. Đến thời điểm này, huyện Di Linh có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt từ 11 đến 18 tiêu chí. Ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước, trong quá trình triển khai chương trình, huyện đã vận dụng nhiều nguồn lực khác để đầu tư, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động sức dân, góp công, góp của cùng với địa phương xây dựng chương trình nông thôn mới. Đặc biệt trên địa bàn đã thành lập được 32 mô hình tập thể, 3 mô hình cá nhân, dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, vùng dân tộc thiểu số tại các xã Tân Châu, Hòa Bắc, Gung Ré cũng hình thành nhiều cách làm hay, mô hình tốt về an ninh trật tự, xây dựng văn hóa, phát triển sản xuất như cà phê, hồ tiêu, trồng hoa, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, v.v. Từ những kết quả đạt được, tạo động lực để Di Linh tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời góp phần đưa địa phương sớm về đích. Theo đúng lộ trình đã đăng ký đến cuối năm 2018, Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, trong 5 năm từ 2012 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tín chấp cho nông dân trong tỉnh mua 333 đầu máy nông nghiệp với hình thức trả chậm, trị giá 5 tỷ đồng. Các cấp hội còn ký tín chấp cho các công ty sản xuất phân bón mua trả hơn 25.000 tấn phân bón các loại, trị giá hơn 92 tỷ đồng. Với việc tổ chức cho nông dân mua vật tư nông nghiệp trả chậm đã giúp nông dân giảm gánh nặng chi phí đầu tư, tránh tình trạng nông dân phải bán nông sản non giá thấp hoặc mua nợ và vay tiền với lãi suất cao để phục vụ sản xuất. Từ đó giúp nông dân ổn định canh tác và nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị sản xuất. Đặc biệt, đối với nông dân vùng sâu, vùng xa, nông dân thuộc hộ nghèo. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km về phía đông bắc, rừng Tà Nung trải dài giáp ranh với địa bàn huyện Lạc Dương và bao quanh các khu vực của thành phố Đà Lạt. Xác định tầm quan trọng của rừng, những năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung thành phố Đà Lạt
đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, đồng thời thực hiện tốt việc trồng rừng. Nhờ đó, đất trống đồi trọc giờ được phủ một màu xanh mới, góp phần làm cho rừng Đà Lạt ngày càng thêm xanh. Tiểu khu 159 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung, thành phố Đà Lạt quản lý. Trước đây là vùng đất trống, đồi trọc, nhưng giờ rừng đã xanh. Bằng hình thức nhà nước trồng rừng, giao cho người dân quản lý chăm sóc. Vì vậy, rừng trồng phát triển đảm bảo, người dân ý thức cao trách nhiệm về nguồn lợi từ rừng mang lại. Hồi trước thì chưa nhận khoán bảo vệ rừng mà gia đình nó cũng còn khó khăn. Và khi nay đã nhà nước đã giao cho chúng tôi bảo vệ rừng, nó có thu nhập thêm. Và rừng thì rất khó khăn, nhưng tôi phải có ý thức để kiểm tra rừng. Với năng cách là người kiểm tra rừng, người chủ rừng phải luôn luôn phải đi kiểm tra, nếu phát hiện phải báo cho địa khu hoặc lâm địa bàn. Trước đây vùng rừng Tà Nung, diện tích đất trống thường bị người dân lấn chiếm, xâm canh sản xuất. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên hầu hết người dân tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để trồng rừng. Từ khi chúng tôi nhận khoán bảo vệ rừng, chúng tôi đã phổ biến rồi cho bà con, rồi cho bà con biết là cái rừng nó giá trị như thế nào, rồi mình phát rừng rồi sau này á ảnh hưởng tới dân, bà con còn có ý thức là bà con phá rừng là không lấn chiếm rừng nữa. Những cây thông hơn một năm tuổi như thế này giờ đã phát triển xanh tốt trên những cái vùng đất trước đây được xem là đất trống đồi trọc. Để làm được điều này thì công tác dân vận, một bài học trong giữ rừng đã được phát huy. Cùng với đó thì phát huy vai trò các tổ nhân khoán, cách làm này đã được chính quyền thành phố Đà Lạt cũng như Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung thực hiện trong những thời gian vừa qua. Nhờ làm tốt quản lý bảo vệ nên các vụ việc nghiêm trọng về vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn không xảy ra. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung cũng được đánh giá là đơn vị dẫn đầu cả tỉnh trong công tác trồng rừng hàng năm. Riêng năm 2017, đơn vị đã trồng mới hơn 132 hectare rừng, đạt trên 100% kế hoạch giao. Ngoài trồng rừng thay thế 100 hectare, số còn lại là trồng rừng sau giải tỏa. Đây là những diện tích đất lâm nghiệp của 42 hộ dân lấn chiếm, tự nguyện trả lại cho đơn vị quản lý để trồng lại rừng. Tôi cho vấn đề dân vận là vấn đề mấu chốt nhất trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Nếu như công tác dân vận chúng ta làm không tốt thì công tác quản lý bảo vệ rừng, kể cả việc giải tỏa, kể cả việc bảo vệ rừng chúng ta đều thực hiện không thành công cả. Cho nên là qua cái đợt giải tỏa này, qua cái đợt vận động này, chúng tôi thấy rằng cái việc vận động bà con thực hiện cái trả lại đất cho chủ rừng để trồng lại rừng, rồi thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trong cái giai đoạn vừa qua là phải nói là đây là một cái vấn đề mà rất là ưu ái, rất là thành công đối với đồng chủ rừng. Quản lý trên 7.380 ha rừng, chủ yếu là rừng rồng và rừng tự nhiên. Đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung Đà Lạt đã giao khoán cho 128 hộ, nhận bảo vệ hơn 4.000 ha và 3 đơn vị quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Xác định tầm quan trọng của vùng rừng, nên công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng được đơn vị thực hiện đảm bảo, không chỉ làm cho rừng Đà Lạt ngày càng thêm xanh, mà còn góp phần nâng cao độ che phủ rừng của thành phố trong tương lai. Trên 200 đơn vị đăng ký tham gia triển lãm hoa cây cảnh quốc tế tại Festival Hoa Đà Lạt. Để người nghèo thoát nghèo bền vững, xóa bỏ ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nằm trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, chương trình trưng bày triển lãm hoa cây cảnh quốc tế do Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và Hiệp hội Hoa Đà Lạt phối hợp thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2017 đến ngày 2 tháng 1 năm 2018. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ có 200 đơn vị tham gia trưng bày và dự thi các tác phẩm về hoa bonsai, bonsai hoa trái, kiển, kiển hoa trái. 100 đơn vị tham gia hội thi hoa lan và 50 đơn vị cá nhân tham gia hội thi chim hót. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu tham quan thưởng lãm của người dân và du khách, đơn vị thực hiện sẽ xây dựng nhiều không gian hoa, đường hoa và các tiểu cảnh hoa tại khu vực vườn hoa thành phố Đà Lạt. Hiện đơn vị triển khai là Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã hoàn chỉnh hồ sơ mặt bằng, xây dựng market và tiểu cảnh, đường hoa trang trí để chương trình trưng bày triển lãm hoa cây cảnh quốc tế năm 2017 là điểm đến ấn tượng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của du khách gần xa.
Một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên Festival Hoa Đà Lạt và Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng được tổ chức thành một chương trình chung. Theo đó, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng với 5 chương trình chính và 8 hoạt động hưởng ứng. Đây là một trong những sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh Lâm Đồng. Thông qua Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá ngành nghề sản xuất chế biến trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, qua đó góp phần xúc tiến thương mại ngành trà và tơ lụa của địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết, hưởng ứng Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm nay, đến thời điểm này đã có 17 doanh nghiệp sản xuất tơ lụa và 27 doanh nghiệp trà trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đăng ký tham gia Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc năm 2017, hứa hẹn mang đến cho lễ hội nhiều hoạt động ý nghĩa để quảng bá về sản phẩm trà và tơ lụa Bảo Lộc. Trong nhiều năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo, hoạt động hướng về người nghèo được các cấp, các ngành và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quan tâm với trách nhiệm cao. Tuy nhiên, để người nghèo thực sự thoát nghèo bền vững, vấn đề đặt ra là hỗ trợ gì cho người nghèo, cách thức hỗ trợ thế nào, đòi hỏi phải có hướng đi hiệu quả nhất. Nếu không, thì bài toán thoát nghèo bền vững đang là thách thức lớn đối với các địa phương trong tỉnh. Và theo đó, ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo với hộ nghèo sẽ ngày càng mong manh. Trong một theo dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến công tác giảm nghèo của huyện Đam Rông, một trong 62 huyện nghèo được nhà nước đầu tư theo chương trình 30A của chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững. Đam Rông hôm nay đang thể hiện sức sống mới. Những khó khăn cách đây 13 năm kể từ ngày thành lập giờ đã qua. Từ huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 73% vào năm 2004, đến nay chỉ còn gần 27%. Kết quả này đã khẳng định tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận cao của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Thế nhưng, lộ trình giảm nghèo và chống tái nghèo ở Đam Rông vẫn là thách thức lớn, áp lực lớn với địa phương. Đã từng thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã Phi Liên, huyện Đam Rông, nhưng đến giờ, trong căn nhà của bà Phan Thị Huấn ở thôn Thanh Bình chẳng có thứ gì giá trị. Tài sản lớn nhất của gia đình là hơn 5 sào cà phê và một căn nhà gỗ tạm bợ đang lấy sinh hoạt của 7 người. Vừa rồi, chồng bà là ông Trương Khắc Việt, lao động chính của gia đình, bị bệnh ung thư, phải điều trị tại bệnh viện. Cuộc sống khó, nay lại càng khó khăn hơn. Do vậy, cuối năm nay, gia đình bà Huấn đã được xã đưa vào diện xét hộ nghèo. Ông là trụ cột thì ông cứ phải đi chữa bệnh, còn nhà kinh tế thì tiền nong thì tôi hỏi vay mượn các cháu mới đứa mới ít. Không may ông bị bệnh tật, nhờ Trinh đưa vô cho hộ nghèo xuống đỡ đi. Chung tình cảnh tương tự, gia đình ông Ca Tiến ở xã Liên Sơn giờ là hộ nghèo, mặc dù trước đây có cuộc sống ổn định. Hoàn cảnh còn khó khăn lắm, cả đất đai thì ít, cái thời tiết rồi là cà thì lăn thì được. Bùa lại bất giá, được giá lại bất bùa, nó lênh đênh lắm. Bên cạnh những hộ tái nghèo, nhiều hộ sau khi thoát nghèo đã biết vươn lên, tự lực, đứng vững trên đôi chân của mình. Như hoàn cảnh của chị Ngân Thị Đào ở xã Phi Liên. Gia đình chỉ có hai mẹ con, từ hộ nghèo nhưng giờ cuộc sống khá hơn. Hạnh phúc hôm nay là cả quá trình phấn đấu kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước, bản thân chị miệt mài lao động sản xuất. Và căn nhà mới gần hoàn thành đã tạo động lực, niềm tin hơn vào cuộc sống, đặc biệt là không để tái nghèo. Bản thân mình mà không cố gắng để tự vươn lên thì cái tái nghèo thì rất có thể quay lại. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ đã tạo động lực lớn cho hộ nghèo ở Đam Rông thay đổi cuộc sống. Thế nhưng, bài toán giảm nghèo bền vững của địa phương vẫn còn khó khăn. Về nguyên nhân, ngoài thiên tai dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, gia đình có người đau ốm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thì vấn đề chính vẫn là ý thức vươn lên của hộ nghèo. Cùng với đó là thiếu vốn, thiếu tư duy sản xuất, định hướng phát triển kinh tế không ổn định, thu nhập bấp bênh, dẫn đến nguy cơ tái nghèo. Nguyên nhân nghèo là do tình trạng thứ nhất là thiếu đất, thứ hai là thiếu vốn, thứ ba là về cái
ý thức của bà con vẫn còn chưa cao, có nhiều hộ vẫn còn ỉ lại vì cái tình trạng của nhà nước. Bà con không tự nguyện vươn lên thì cái tái nghèo vẫn còn khả năng sẽ diễn ra. Để giúp cho người dân mà đủ lực để thoát nghèo thì cái nguồn vốn nó cũng còn hạn chế. Thì đây là một trong những cái mà khó của chính quyền địa phương. Đây là một trong những cái điều trăn trở đối với Nam Đông. Ngoài cái hỗ trợ của nhà nước thì cũng đòi hỏi là các hộ dân cũng phải ý thức được cái việc là mình phải nỗ lực cố gắng vươn lên để thoát nghèo. Ngành lao động thương binh và xã hội huyện Nam Đông nhìn nhận, thời gian qua, chúng ta mới hướng đến khâu lương thực, cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, thực tế chỉ cần qua một năm sản xuất bị các yếu tố bất lợi về thiên tai, dịch bệnh tác động, thì đời sống người dân và hàng loạt hộ có nguy cơ tái nghèo. Do vậy, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, lấy nâng cao giá trị của từng loại sản phẩm theo vùng, làm nền tảng giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, khâu đột phá phải từ việc đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm, đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, làm yếu tố đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả cho từng hộ nghèo. Chúng ta là sự quan tâm của nhà nước, quan tâm của chính quyền địa phương, các những hộ dân người ta thoát nghèo, nhưng được cái sự hỗ trợ các cái nguồn vốn nào, chúng ta tập trung cho những người nghèo, vừa những hộ mà đang ký thoát nghèo để làm sao chúng ta đầu tư vào. Để cho người ta như phát triển kinh tế, người ta không lặp lại cái chuyện kinh tế người ta. Mà người ta không đầu tư như người ta thì chắc chắn người ta không nguồn vốn thì người ta sẽ tái nghèo lại. Cần phải có sự tuyên truyền vận động giác ngộ của cấp ủy đảng chính quyền. Thế còn họ mà tránh được tự giác, tránh được những cái tính ỷ lại và cố gắng tự vươn lên được thì đó là cái việc chủ động để họ tự vươn lên được thì việc giảm nghèo nó mới bền vững. Thoát nghèo một cách bền vững thì chúng ta phải tổ chức phân loại đối tượng, có nghĩa là những đối tượng nào mà có thực lực cũng như là cái ý thức cũng như là trách nhiệm trong cái công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương thì phải ưu tiên. Còn đối với những cái hộ nghèo mà thuộc nghèo như là nghèo bảo trợ, nghèo chính sách thì chúng ta cũng có những cái chính sách phù hợp để cho giúp cho những cái hộ đấy thoát nghèo về cơ bản là bền vững. Sau 8 năm thực hiện chương trình 30A của chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Nam Đông đã đầu tư gần 920 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phục hóa sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, xây dựng mô hình kinh tế, hỗ trợ lao động học nghề, giải quyết việc làm, chi trả cho quản lý bảo vệ rừng, thực hiện chính sách tăng cường thu hút cán bộ trí thức trẻ tình nguyện. Qua đó góp phần giảm gần 50% tỷ lệ hộ nghèo vào năm 2004, đến nay còn 27%. Để công cuộc giảm nghèo thời gian tới tiếp tục có hiệu quả, rõ ràng công tác chỉ đạo của các cấp các ngành, trong đó có một phần không thể thiếu, đó là vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong giảm nghèo thực sự quan trọng. Đập Rông luôn đặt nhiệm vụ trọng tâm của huyện, đó là công tác giảm nghèo. Do đó, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy huy động toàn bộ cái lực lượng, toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương cho công tác giảm nghèo. Trong đó, vai trò của chính quyền trong lãnh đạo điều hành, vai trò các mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động và tổ chức các hoạt động cho nhân dân, và vai trò của nhân dân là chủ thể trong cái việc mà giảm nghèo, và với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì chúng tôi tin tưởng rằng công tác giảm nghèo của Nam Đông trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn. Cùng với chính sách đầu tư của Đảng, nhà nước, sự quan tâm của toàn xã hội vì người nghèo, khơi dậy tinh thần tự thân, lao động sáng tạo, tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Đó là định hướng cốt lõi để chính người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Một số thông tin trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Sáng ngày 25 tháng 11, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng chống mua bán người cho 200 đoàn viên thanh niên của các đơn vị đoàn trực thuộc tỉnh đoàn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tham gia buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt và nghiên cứu các nội dung như nhận thức chung về nạn mua bán người, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, sự khác nhau giữa mua bán người và di cư trái phép, hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống mua bán người của chính phủ Việt Nam, công tác chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người, kỹ năng và nguyên tắc truyền thông hiệu quả, lập kế hoạch và thực hành truyền thông về phòng chống mua bán người tại địa phương.
nhận diện nạn nhân về mua bán người, nâng cao kỹ năng làm việc với nạn nhân nhằm phục hồi công lý cho họ sau khi bị mua bán trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Từ những kiến thức được trang bị từ lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phòng chống mua bán người, qua đó triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống mua bán người trên địa bàn. Sáng ngày 25 tháng 11, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên với sự tham gia của hơn 100 sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Theo đó, các bạn sinh viên đã được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức về khởi nghiệp, những kỹ năng tìm việc làm và tiếp cận xã hội, định hướng ngành nghề tương lai, xu hướng và nhu cầu tuyển dụng việc làm của mỗi đơn vị hiện tại và tương lai, kinh nghiệm và kỹ năng cần trang bị khi xin việc và những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường để đáp ứng nhu cầu, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực mà doanh nghiệp hướng đến, v.v. Được biết, thông qua chương trình khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt được tìm hiểu và học hỏi để có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Sáng ngày 25 tháng 11, Trung tâm Văn hóa Thể thao Đà Lạt đã tổ chức vòng sơ loại Liên hoan giọng hát hay thành phố Đà Lạt lần thứ 5 năm 2017. Tại vòng sơ loại lần này, có gần 60 thí sinh đến từ thành phố Đà Lạt và các khu vực lân cận tham gia dự thi một tiết mục hát với chủ đề tự chọn. Dựa trên các tiêu chí về chất giọng, kỹ thuật, phong cách biểu diễn để ban giám khảo chấm điểm xếp loại. Theo kế hoạch tại vòng sơ loại, ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 đến 35 thí sinh có các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vòng bán kết được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 sắp tới. Được biết, đây là hoạt động thiết thực được Trung tâm Văn hóa Thể thao Đà Lạt tổ chức nhằm hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, đồng thời là dịp để các thí sinh thể hiện niềm đam mê ca hát, từ đó thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Phần tin trong nước và quốc tế. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2017, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Cuộc diễu hành vào dịp lễ tạ ơn tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân Mỹ và khách du lịch. Thay vì chỉ ghi tên chủ hộ trên sổ đỏ, theo thông tư số 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2017, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Quy định này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Thông tin sổ đỏ phải ghi tên các thành viên trong gia đình đã gây nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến cho rằng điều này làm tăng các thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân khi làm sổ đỏ, từ đó phát sinh những tiêu cực và cuối cùng vẫn là người dân chịu thiệt. Quân giờ rất đông người mà tất cả đều ghi cả vào đấy thì để sau này thì là cái việc mà ghi vào đấy để ra sau này cần giải quyết cái gì mà lại tất cả các thành viên nên phải ký vào đấy thì có thể đây tôi cho là cái việc là đối với nhân dân là khó khăn hơn. Quy định này đang gây xôn xao dư luận, thậm chí có ý kiến cho rằng việc thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ sẽ gây ra rất nhiều phức tạp khó khăn trong việc mua bán nhà đất sau này. Đồng thời, nhiều người cũng lo lắng quy định mới liệu có khiến họ phải đi làm lại sổ đỏ. Quy định này khi mà có hiệu lực ấy, kể từ thời điểm mùng 5 tháng 12 sắp tới mà có hiệu lực ấy, thì khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình thì phải ghi như cái quy định tại cái khoản 5 điều 6 của thông tư 33 đối với đất mà là hộ gia đình. Còn những cái trường hợp khác thì nó không ảnh hưởng, không phải thay đổi gì cả. Đó là cái cho nên là người dân cũng nên yên tâm ở những nếu như mình đã là cấp sổ đỏ là vợ chồng hoặc là cá nhân thì không phải thay đổi gì. Tổng cục Quản lý Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định không phải thành viên nào trong gia đình cũng được ghi tên trong chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ những ai được xác lập quyền sử dụng thì mới được ghi tên trong sổ đỏ. Quy định này nhằm khắc phục những tồn tại trong thực tế triển khai thi hành luật đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch dân sự. Ở đây là cái quyền của tài sản hoặc là quyền sử dụng đất của thành viên nào thì thành viên đấy được ghi. Chứ không phải là người mới sinh hay là người nhập hộ khẩu vào trong hộ khẩu của gia đình thì lại được ghi vào trên giấy chứng nhận. Tôi lấy ví dụ như là giao đất nông nghiệp, lấy ví dụ thế. Thì theo Nghị định 64 là giao tại thời điểm nhân khẩu có tại thời điểm được giao.
Thế những nhân khẩu phát sinh sau thời điểm giao thì không có quyền ở trong đó. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng khẳng định quy định nêu trên của thông tư sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Điều này không tạo ra các khó khăn hay rào cản, mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình. Gần 2 tuần nữa, thông tư 33 mới chính thức có hiệu lực. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ giám sát quá trình triển khai trong thực tiễn ở các địa phương và kịp thời điều chỉnh những bất cập nếu có. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng già hóa dân số diễn ra ở tất cả các khu vực và quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có dân số trẻ. Đặc biệt tại Việt Nam, dân số đang già đi nhanh gấp 4 lần so với các nước giàu. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị già hóa dân số toàn cầu năm 2017 do Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi tổ chức tại Hà Nội. Trên toàn cầu, cứ 8 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo năm 2050, cứ 5 người thì sẽ có 1 người cao tuổi. Già hóa là một thành tựu của y tế, nhưng cũng đặt ra những thách thức cho hệ thống an sinh xã hội của các nước đang phát triển như Việt Nam. Hiện nay nước ta có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 18%. Nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già, thì với tốc độ già hóa như hiện nay, Việt Nam chỉ mất 15 năm. Mức cho người cao tuổi, thế nhưng mà rõ ràng là cái mức độ nó rất là thấp, không đảm bảo được cuộc sống và vẫn còn nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ vẫn đang ở những cái nhà còn rột nát. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chính sách mà nhà nước cần quan tâm để làm sao người cao tuổi sẽ được giải quyết và được chăm lo tốt hơn. Và để làm được cái việc đó thì nó đòi hỏi là đất nước chúng ta phải phát triển kinh tế và chúng ta có nguồn lực thì mới có thể chăm sóc người cao tuổi được. Thực tế, già hóa dân số sẽ khiến tất cả các vấn đề từ giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội, y tế, kinh tế đều cần có những phát triển riêng. Trong khi vấn đề người cao tuổi tại Việt Nam phần lớn không có lương hưu và trợ cấp. Trước những thực trạng và thách thức đó, hiện Bộ Y tế đã phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025. Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc tế xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường. Đây là một trong 9 hoạt động chính của chuỗi sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Với chủ đề giải pháp phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường, hội thảo xem xét đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường ở Việt Nam, nhu cầu đổi mới công nghệ, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung. Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khoa học công nghệ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh các công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xử lý môi trường tiên tiến trong nước và quốc tế. Từ đó, thúc đẩy quá trình xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xử lý môi trường tại địa bàn. Sự phát triển kinh tế xã hội đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường. Từ thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong những năm qua cho thấy, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ môi trường ngày càng trở nên quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Trong bối cảnh phần cuối của chương trình thời sự tối nay, hiệu quả thiết thực từ những câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc có phần hạn chế tình trạng bạo lực, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hạnh phúc gia đình là cái đích mà bất cứ gia đình nào cũng nỗ lực để hướng đến. Nhưng thực tế, cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng êm ấm, mà nảy sinh không ít các vấn đề rắc rối, phức tạp. Để cùng chia sẻ kỹ năng ứng xử, giải quyết những căng thẳng, xung đột, có phần xây dựng các gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày càng có nhiều câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc được thành lập nhằm giúp hội viên, những người phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Trong số đó, đã có rất nhiều câu lạc bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, có phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau.
cùng tham gia một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở thôn 5, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, ấm áp, thân thiện của các thành viên trong câu lạc bộ khi tham gia sinh hoạt. Các anh chị cùng nhau chia sẻ chuyện gia đình, chồng con, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con ở tuổi nhi đồng, tuổi vị thành niên, chia sẻ cho nhau niềm vui, xây dựng hạnh phúc gia đình và những hiệu quả mang lại từ những mô hình kinh tế giúp đỡ nhau. Hiện nay, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, hầu hết các thôn đều có câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Từ những câu lạc bộ như thế đã trở thành địa chỉ thân thương để các chị em, các bậc nam giới chia sẻ kinh nghiệm về cách giữ gìn tổ ấm gia đình, hướng đến các mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ bình đẳng vợ chồng, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam. Chúng tôi thì thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Đông Thanh, thì ngay từ đầu phút ban đầu ấy là chúng tôi là thành lập mỗi một chi là 10 hộ gia đình, trong đó thì cũng không phải là toàn bộ gia đình văn hóa mà cũng có những gia đình bạo lực gia đình, để chúng tôi tuyên truyền vận động những gia đình mà bạo lực gia đình ấy, thì để chúng tôi học hỏi nhau, để tuyên truyền vận động nhau để từ bạo lực gia đình thành gia đình văn hóa. Và mỗi một năm chúng tôi nhân rộng cái mô hình ấy, là mỗi một chi chúng tôi phát triển thêm là 2 hộ. Vậy đến nay là chúng tôi được 84 hộ gia đình trong toàn xã. Thứ nhất là về cái đạt về gia đình văn hóa, thứ nhất là bảo ban con cái, rồi là đến nơi đến chốn làm ăn, bảo ban cách làm ăn học hành, nhưng là không có vấn đề gì vi phạm về pháp luật cả. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng duy trì hoạt động của hơn 100 mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình, mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình 503 sạch, xây dựng mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình, thành lập địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các tổ hòa giải phục vụ cho công tác ngăn chặn, giải quyết bước đầu đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, v.v. Qua đó đã có phần kịp thời can thiệp hòa giải nhiều vụ bạo lực gia đình, tư vấn cho hàng trăm nạn nhân, đối tượng gây bạo lực gia đình, để mỗi thành viên trong gia đình nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hàng năm, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, xây dựng và ban hành kế hoạch về việc triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình, đổi mới nội dung tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào, xây dựng gia đình văn hóa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới, v.v. Lâm Đồng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 73% đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên là cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất là được xem trọng. Cái vai trò người phụ nữ là được quyết định mọi việc. Cho nên là các cái chương trình dự án cũng như là các cái phong trào là chúng tôi cũng tập trung về cấp ủy chính quyền cũng rất quan tâm đến cái phong trào của phụ nữ và ưu tiên cho phụ nữ nhiều hơn. Từ đó thì cái vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình là được khẳng định, đặc biệt là những cái việc mà chia sẻ công việc trong gia đình thì hầu hết là những người chồng, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số thì họ không nề hà, những cái việc là chia sẻ về việc vợ con, việc giúp làm kinh tế cũng như là chăm sóc nuôi dạy con cái. Nếu như chúng ta thay đổi được nhận thức, nếu như truyền thông chúng ta thành công, thay đổi được nhận thức thì sẽ thay đổi được hành vi. Và khi như vậy thì nếu như thay đổi được hành vi và những cái hành vi, những cái nhận thức đấy nó không còn định kiến giới nữa, không còn định kiến giới, không còn phân biệt giới thì chúng ta sẽ triển khai được việc bình đẳng giới. Và như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế và đi đến chấm dứt cái việc là bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là một trong các yếu tố để xác định một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phụ nữ là một nửa thế giới, phải được tôn trọng, được công nhận giá trị, vai trò xã hội cũng như cống hiến của họ. Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiến bộ của xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.